Thì đó là về sau được kéo về Loma Linda rồi học được học nghề lại, ví dụ bác sĩ Phạm Động Long Cơ đây đó là ông hồi trước ông học lại của Loma Linda đó đấy, những người bác sĩ mà qua trước là về thì Loma Linda là trường đại học rất giỏi về y tế, nó thầu được Bộ Ngoại giao Mỹ nó giao cho, đó là Bộ Ngoại giao Mỹ họ giao cho thì họ mới dạy hết các cho các vị này nghề bác sĩ nha sĩ rồi dạy trở lại đó. Thành ra vì vậy cho nên ông cụ tôi là trước ông là tuyên úy của bệnh viện Cơ Đốc, cho nên ông cũng được về theo cái Loma Linda ở gần cái chỗ này, và mục sư Lê Hữu nữa cũng là của bệnh viện của Cơ Đốc Phục Lâm, thành ra về đấy đa số nói chung lại là những người mà đi cái theo cái hệ phái Tin Lành Cơ Đốc Phục Lâm tại Việt Nam đó à, đều cái được thơ đưa mời về, nó còn có cả cái chương trình à, chương trình mấy ngày mình không còn phải đều được đưa về Loma Linda cả. tóm là mọi chi tiết Nhưng mà nói tóm lại thì là cái còn đồng bào của mình thì là ở về tại Camp Pendleton thì nó ở ngàn miền Nam California giữa đường đi từ Los Angeles xuống San Diego, cho nên vì vậy cho nên họ mới tấp về và họ xây ra cái quận Cam đây nè, tức là cái Little Sài Gòn ở đây là bởi vì nó gần cái Camp Pendleton nhất, là nó vô chỗ này cái vùng này là đất lại ấm nữa, mát ấm nữa, cho nên họ kéo về cái khu để đầu tiên kêu là họ kêu là khu về khu Santana. Hồi đó không ai biết bonsai đâu, tại chưa có nổi tiếng, không có nói Little Sài Gòn chưa có nữa, họ chỉ biết về Santana thôi, tức là cái thành phố gần đây đó. Thì rồi các người Mỹ, các nhà thờ đó, bảo lãnh đưa về đây, về hết ở đây mới thành cái cộng đồng, rồi lần lần nó lớn lên rồi cái thành ra cái có ở đây thì cái chỗ này nó trở thành cái Little Sài Gòn, là một cái mà là cái cộng đồng mà cái giai đoạn sau người đó Việt là lớn nhất, đông nhất ở cái giai đoạn đó thì tại nó Hải có Ngoại. nó mấy cái tài liệu Nhưng mà tôi đi lui nói chuyện lui về cái trại Fort Chaffee ở đó thì mấy cái trại lớn trong đó có phải Fort Chaffee, Indiana County gì đó, County Tap Indiana gì đó, và trại Fullerton và một cái trại gì đó tôi quên tên này, nó tóm lại. Nhưng mà khi về ở trại Fort Chaffee thì là tôi được đặc biệt về sau khi mà tôi tình nguyện làm nhiều thứ lắm, ví dụ tình nguyện quản trị chia đất trại cho họ và quản lý giúp, rồi lập lên một cái trung tâm để mà tìm kiếm lẫn nhau gọi là locator service đó, thì nhờ mấy em hướng đạo nó cũng khoảng 30-40 em nó tình nguyện ra đứng nó lập cái giúp trong cái locator service để người ta mới biết tìm nhau chứ. Hồi đó không có computer, không có hệ thống, không có gì hết đó, thành ra người bảo trợ mà muốn tìm người để trong bảo trợ cũng không biết đâu mà tìm, quen biết liên lạc bằng thơ trước rồi nhưng mà tới đó tìm không biết ở đâu, rồi ngược lại người được tị nạn thì muốn đi tìm người bảo trợ thì cũng phải nhờ qua chúng tôi đó, qua cái Locator Service, rồi chúng tôi lại liên hệ với hội Hồng Thập Tự, rồi làm chú Hồng Thập Tự để mà tìm lẫn nhau và bảo trợ, và từ đó thì bảo trợ đi ra bao nhiêu ngàn người thì là mấy bao nhiêu ngàn nước khác lại vào, cứ lúc nào ở chỗ đó cũng có khoảng 20-30 ngàn người đấy, bảo trợ cho đến cuối tháng 12 năm 1975 đó, trước Noel đội chừng cả 3-4 hôm thôi là mới chính thức đóng cửa cái trại đó, và chúng tôi mới lái xe mà một mạch mà đi là xuyên bang, chưa bao giờ mà mình lái xe xuyên bang mà như thế mà đi với gia đình, mà hôm đó lúc là mùa đông trời lạnh chứ, nên chúng tôi khi lái về đi ngang New Mexico Flagstaff thì bị tuyết phủ xuống ngoài đường, kẹt nằm giữa đường mà tuyết phủ này kia, nghĩa là cũng là phiêu lưu giang hồ lắm. Nên biết là U-Haul với là gì là có U-Haul thì mướn ở đâu nó cũng có U-Haul, nhưng mà đối với mình đó thì cũng nên thì mướn cái U-Haul móc vào đằng sau xe. Ông không có bằng lái mà sao nó cho ông? À, nó có lấy bằng lái khi ở bên Arkansas, trong đó thì là mình ở Arkansas trong trại, nhưng mà chúng tôi là được bảo trợ do một ông mục sư ở tại Fort Smith ở ngoài họ bảo trợ. Tại vì lúc đó thì tôi cũng làm, trong khi chồng còn đang ở trong trại thì mình nhận làm phó mục sư cho ông, để mà ông vào, ông mở một cái cũng như cái nơi mà thờ phượng cho người đi đạo Cơ Đốc Phục Lâm á, mà qua mà nhưng mà đa số là bây giờ đạo Tin Lành đủ hết thì vào trong đó, và ông đồng thời thì ông cũng mỗi ngày thứ bảy thì ông cũng làm lễ giảng giết, và tôi là phụ tá ông, mình là bởi vì chỉ có một mình nói tiếng Việt được chứ mới giúp ông thôi. Nhưng mà thành ra là ông là đi có đông không? Nhà thờ đó là không đông, nhà thờ đó là nhà thờ của trong trại lính, vâng, trong tức trại là lính cái chaplain của nó đó, đúng rồi, cái nhà thờ nó sẵn thì nhiều hệ phái dùng lắm,
nhiều hệ phái dùng trong riêng. Nhưng mà mình nói là ở trong trại đó, những các cái người di tản đó thì người ta có đi lễ có đi về đây lễ ở đó, ở trong đó thì có cha công giáo người Việt có, thì họ cũng dùng những cái nhà thờ đó họ làm lễ nghe đó. Thì là vì Cơ Đốc Phục Lâm này dùng ngày thứ bảy, các cha thì dùng ngày chủ nhật, rồi các cái hội thánh Tin Lành cũng đến cũng dùng, chia nhau giờ ra mà dùng sử dụng thôi. Vâng, nhưng mà các ông mục sư Mỹ này thì ông ban ngày thì ông đi, ông đem áo quần ở ngoài, ông xin đâu ngoài, ông đem vào đổ cả núi cả đống ở trong này cho bà con mình tha hồ tới lượm ngay chỗ trước nhà thờ. Đấy, thì còn cái nhà thờ đó là cái nơi để mà thờ phượng. Thì tôi lúc bây giờ là và cũng như là làm phó mục sư cho ông là từ ngày 1975 rồi để lại coi như là ông tham gia cái chuyện quản trị quản lý mới để giúp đó, đỡ gì đó. Vâng, lúc đó thì tôi vẫn còn tôi lãnh lương, là sao là Bộ Ngoại giao Mỹ nó lại thuê tôi là với tư cách là thông dịch viên số 1. Nhưng mà của cái đồng bào ta thì có quen đút tiền trước thì có nhờ vả đút tiền không? Không, đâu có đút tiền. Thứ nhất là tiền không có, mà thứ hai là đút là vì nó có nhân viên người Mỹ không à. Những người Mỹ họ volunteer, họ vào họ làm đó. Họ vào Hồng Thập Tự, nhưng mà cũng có những người Việt. Thấy ông người Việt Nam mà các bà ấy đã đổi vàng như vậy. Đô na. Không, cái đó mấy bà đổi rồi đổi với nhà băng cho mình. Nhà băng không mất một xu với nó được nữa chứ, tại vì nhà băng Mỹ mà nó đứng sắp hàng. Nhưng mà có tùy nó nhà băng chứ, nó là mấy cái trailer thôi, nhỏ nhỏ mấy cái thùng xe đó. À, mấy người kể chuyện mà không phải là qua Mỹ di tản qua mấy hòn đảo đó thì mới bê bối. Không có mấy cái trại bên đôi bề bề bối lắm. Ở bên bển thì loạn thì đấy, bởi vì nằm bên Mã Lai rồi Nam Dương rồi Thái Lan đủ thứ mà nó loạn. Chứ còn đây là vào đất Mỹ rồi, lộn xộn á. Mà lúc đó con cái là nó khen nó quân cảnh nó nói trời, một cái đất trại mình thấy này 30-40 ngàn người ở, thế mà không có tội hình tội huyết gì xảy ra hết. Người của mình sao mà nó ngoan thế, ngoan lấy nó rất lấy làm lạ, ở chen chúc như vậy một cái thành phố mà không đầu không đuôi đủ thế, với chị ở như thế không thôi mà mất của mất cải đủ thế, mà nó nói rằng là không thấy một cái hình tội, một cái criminal act nào, trộm cướp về du đảng hay là có mà rất là ít thôi. Tôi còn nhớ cái đó buồn cười lắm. Thì còn Mỹ, quân đội Mỹ thì nó vào nó mở mấy cái PX sang trọng rồi nó đem nước mắm vào nó bán vô mình. Nó mở cái mấy PX rồi nó đem gạo này, đem nước mắm vào nó bán, xì dầu này kia vậy. Thì mua về rồi nấu phở, rồi đâu có bánh phở đâu, rồi mua cái bún của người Nhật á. Dài, bún người Nhật dài rồi mua về nấu trụng ra cho nó giống như là bánh phở thôi. Thế rồi thịt bò, nước mắm có. Ôi giờ có một lần nhà tôi bà nấu nồi buổi phở bà đãi cho mấy em đi hướng đạo bên đó, một khoảng 40 em, chúng nó ăn mưa mà ăn xong rồi chúng nó còn đi nó lấy cái nước của những đứa ăn khác mà ăn chưa hết nước, nó chế lại với nhau để nó lại bỏ thêm bún vào đặng nó húp tiếp chứ nó bỏ uổng. Cái phở tôi còn nhớ, cái phở mà lúc đó ăn phở ngon thật, rất là ngon. Còn thịt bò thì hình như có gửi cho mấy cái người volunteer, mấy cái người bạn Mỹ đó họ ra nói đi là mua cho tôi ít thịt bò. Thế là vào lạng thịt bò, bước vào cho nó có mùi vị thôi, mà nấu phở thôi. Rồi gà giết nó rẻ lắm, gà giết thì hồi đó thì mình ở Việt Nam mình con gà rất là đắt, quá anh bệnh gà nó làm thịt sẵn để trong siêu thị đó. Anh có mấy lần mà còn chúng tôi là được ra khỏi trại trước rồi, bảo trợ ra trước rồi, thành nó lái xe mỗi ngày từ ngoài vào làm việc. Thì lúc vào làm việc đó thì là Mỹ nó đã trả lương, tôi là được Bộ Ngoại giao Mỹ nó trả lương cho để làm thông dịch viên, nhưng mà ít có dùng tôi lắm. Nó là để cho mình cái văn phòng ngồi chung với là cái ban chỉ huy của Bộ Ngoại giao á, trên lầu á. Cũng đến đó luôn. Mẹ Mỹ cũng có đủ thứ, nhưng mà qua đó không dám ai mà ăn mặc mà ra vẻ